giờ mưa rồi nè, bước cái bớt quay ra đồ mưa đi em. Nó buồn quá lắm, nó dại lắm. Cuộc sống mà bây giờ dù rớt cái bóp thì thôi, thì mình bỏ cái bóp này mình lụm cái bóp khác. Ngày hôm nay trời mưa quan trọng là sức khỏe của chị em và khán giả thôi, đúng không? Chứ trời mưa thì thôi. Cái bóp sẵn tại, nó còn nói đi. Được điêu da đẹp, còn em không có tiền đi điêu da nên em phải bịt mặt miết à quý vị. Mà tới giảm rồi hả? Ừ. Rồi hết mưa rồi mọi người ơi, đầu giờ trời mưa nhưng bây giờ hết mưa rồi. Tư thấy khán giả ở lại thì Tư thấy sao? Thấy thương thấy ấm, ấm lòng. Rồi mọi người vào đây, mọi người cảm nhận được cái cảm giác mà trời mưa tới mọi người chạy á, xong rồi hết mưa á, nhưng mà khán giả vẫn ở lại với mình á, khán giả không có bỏ về, đã lắm, ấm áp lòng luôn. Thôi hạnh phúc quá, em ngủ chút nha. Thôi người ta có cái bình lấy nước.
Một con thì thường là con là nằm một chỗ thì ăn một đầu lương thôi. Rồi, tại mẹ mới làm. Trời ơi, diễn sinh động quá ha. Lấy thúng múc nước. Trời ơi. Bây giờ mới biết tại sao cô ghé chăm che mạng rồi quý vị. Tại cô trắng có khúc đó thôi. Rồi, cái đó quý vị và cái gì dập lại tiếp theo là dập lại đầu tiên là mình mở hàng cho buổi tối ngày hôm nay. Mỗi lấy 20.000 đồng mà chúng ta sẽ nhận con một policy đó. À, 10.000 hả? Dạ, 10.000 đồng. 20 và 20 sẽ nhận qua một bao lì xì đỏ thắm của Sài Gòn Tương Thời trị giá 1.000.000 đồng nha. Rồi dặn không kỹ cho nên là có một số bạn không biết kìa. Ngay bây giờ trong cái thời gian chờ đợi thì bắt đầu làm gì quý vị, bắt đầu bỏ banh vô đồng cầu để quý vị thấy là quý vị đến với Sài Gòn Tân Thời là một cái trò chơi văn hóa dân gian rất là công tâm và công bằng để toàn bộ chúng ta, không chỉ mang về quà tặng mà còn mang tiếng cười nữa quý vị nha. Cho nên rất là mong quý vị là sẽ đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kiểm banh và những con banh chúng ta sẽ bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Trời ơi, tay nhẹ, lẹ hơn cái miệng rồi. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ba chuột, 31, 32, 33, 35, 34, trời ơi, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ấy cái giọng cao hơi nó mệt. Dạ. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Cái đó quý vị, 60 con số tương ứng với 60 con số trên mỗi lá vé mà quý vị đang ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời. Và khi bỗng đã bắt đầu kêu con số nào, quý vị vui lòng và dùng tâm sĩ răng chọc cho con số tương ứng. 4 con trên bộ hàng ngang là quý vị may mắn đọc giải và giơ tay lên để game dừng lại và mọi người phải chạy lên sân khấu để nhận thưởng giùm cho em quý vị nha. Bởi vì phần thưởng ở vòng loại đầu tiên rất hấp dẫn, một phong bì lì xì đỏ thắm trị giá 1.000.000 đồng dành cho quý vị may mắn đọc giải. Ngay bây giờ còn chờ chờ gì nữa? Ai đã có biết chưa tay hướng mắt mình sẽ bắt đầu vào xấu gì ơi vô. Hey!
số 9 đã có người đọc giải quý chị nha. Kính thưa quý vị, dòng lời đầu tiên con số 9 là con số quyết định một khán giả may mắn đọc giải. Và ngay bây giờ không mất thời gian của tất cả chúng ta, bản đoàn sẽ bắt đầu một dòng lời tiếp theo.